Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp nhận 0.12 token có cái hiệu là LFT khoảng 5 đô các bạn. Mỗi token này không có mua TT nữa bạn. Minimum 3 ghép. Xem giá hôm nay mình đi phần link mô tả mà tôi ra bấm nút start chatbot này bạn. Kèo này chắc là uy tín các bạn bằng nước cấp cha. Cho này em thấy là kèo ngon đó. 4i a. E. H. Rồi bạn lướt tiếp tra xong các bạn gửi nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh trailer nè các bạn. Các bạn join sao nha các bạn. Rồi các bạn join sao nè. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Các bạn join tiếp kênh trailer và hai kênh. Rồi tờ Twitter thì các bạn follow giờ tờ Twitter tăng 3 người bạn vào nha tất cả các bạn. Con này cũng chạy trên tảng ERC20TH nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like giờ tờ Twitter với đã game nha các bạn. Các bạn xin dẫn với tờ Twitter nha các bạn. Các bạn cái gì gõ cộng tên những người bạn username người bạn nha các bạn. Cộng mình cộng Goku cộng Gina. Các bạn những người bạn nào thì các bạn thường xuyên tan những người bạn đó các bạn. Rồi các bạn test lại ba người bạn đó các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn trở về từ Twitter của mình nha. Các bạn bấm vào nút submit đi tên nữa các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi tiếp tục cái gì bạn bấm vào net test thôi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của mình nha các bạn. Cái cộng MMO của anh nha các bạn. Bạn nào không hiểu cái gì thì là comment dưới mình hỗ trợ cho tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với EC 10 đi địa chỉ chocolate my server wallet các bạn. Không dùng ví sàn gì để chen nha các bạn. Bạn dùng địa chỉ chocolate my server wallet MetaMask in token các bạn. Hiện tại giờ giá ETH khá là cao, token về cũng không có trái ga nào mà bán. Bạn bắt vậy các bạn. Rồi bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance để check số cần kiếm được nha bạn. Rồi mình đã nhận được 0.12 nè. Rồi bạn bấm vào cái link và lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân. Vậy video hôm nay cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.